Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm pixel art chỉ trong một giây với ảnh đơn giản nhé. Đầu tiên là bạn vào object, chọn create object một shot, chỉnh thông số và nhấn ok. Khi mà mình muốn cái điểm ảnh của mình nó tròn thì mình vào effect, chọn style size và chọn round connect. Mình có thể điều chỉnh cái độ tròn của điểm ảnh. Xong rồi đó, cứ từ từ rồi làm.